Các em thân mến, trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em một cái bài toán thực tế nằm trong chương trình ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Đó là bài toán về tính giá điện. Nội dung của cái bài toán này như sau. Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu như người dùng mà dùng càng nhiều thì giá của mỗi số điện càng tăng lên theo các cái mức như sau. Mức 1 tính cho 50 số đầu tiên. Chúng ta chú ý nhé, mức 1 tính cho 50 số đầu điện đầu tiên này. Mức 2 thì tính từ số điện thứ 51 đến 100. Mỗi số thì đắt hơn 100 đồng so với mức 1. Đấy. Mức 3 thì tính từ số điện thứ 101 đến 200 và mỗi số thì đắt hơn 200 đồng so với mức 2. Tương tự như vậy là mức 4 thì từ 201 đến 300 và mỗi số thì đắt hơn 500 đồng so với mức 3. Mức 5 thì là từ 301 đến 400. Mỗi số thì đắt hơn 250 đồng so với mức 4. Và mức 6 thì là 401 số trở lên. Mỗi số thì đắt hơn 80 đồng so với mức 5. Và ở đây thì ngoài ra người dùng sẽ phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng VAT. Đấy. Và trong cái tháng vừa rồi ấy, thì nhà bạn Dũng này dùng hết 185 số điện. Số tiền phải trả ở đây là 328.625 đồng. Câu hỏi là mức giá 1 thì phải trả bao nhiêu tiền? Đấy. Mỗi số điện ở mức giá 1 trả bao nhiêu tiền? Với cái thông tin như thế này thì chúng ta thấy rằng là lượng thông tin của cái bài toán là rất lớn, và cái thứ hai nữa là khi mà lượng thông tin rất lớn thì chúng ta sẽ phải chắt lọc những cái thông tin cơ bản nhất để chúng ta sử dụng ở trong trong cái phần trình bày của mình. Và cũng một điều nữa đó là thường là các bạn phải chăm chỉ đọc và chắt lọc được cái thông tin từ bài toán này. Đấy, thì cố gắng đọc một cách cẩn thận và mình lấy những cái thông tin cần thiết như là thầy đã đánh dấu ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trình bày cái lời giải, và thầy sẽ vừa trình bày vừa giải thích cho các bạn cụ thể các cái yếu tố trong cái bài toán này. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái ẩn, đúng không ạ? Chúng ta cũng lập phương trình như một cách bình thường bằng cách là người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ gọi cái đó là ẩn. Thì ở đây cái mức giá 1 là chưa biết giá nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Mỗi số điện ở mức giá 1 này chưa biết mức giá là bao nhiêu. Thế thì chúng ta sẽ gọi mỗi số điện hay là giá của mỗi số điện ở mức 1. Đấy là do cách diễn đạt của chúng ta thôi. Giá của mỗi số điện ở mức 1 là x, và chúng ta lấy đơn vị là đồng, Việt Nam đồng ấy. Và điều kiện đây thì chúng ta phải có là x sẽ phải lớn hơn 0. Như vậy thì với cái cách gọi như thế này, chúng ta sẽ có được giá của mỗi số điện ở mức các mức tiếp theo. Đấy, theo cái bảng lũy tiến này thì giá của mỗi số điện ở mức 2, giá mỗi số điện ở mức 2 sẽ là x và cộng với 100 đồng. X cộng 100 đồng. Tiếp theo là giá của mỗi số điện ở mức 3 sẽ là hơn, ở đây chúng ta lưu ý là nó hơn, đắt hơn mức 2 là 200 đồng. Như vậy là mức 2 thì là x cộng 100. Đấy, chúng ta sẽ cộng thêm vào đây 200 nữa. Như vậy nó là x cộng với 300. Đó, đơn vị chúng ta vẫn phải viết nhé, đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dừng ở đây một chút, bởi vì là chúng ta thấy rằng là nhà bạn này thì sử dụng
185 số, và 185 số này nó sẽ tương ứng với lại mức số 3, tức là tính đến mức số 3 thôi. Lý do là vì mức 1 thì chúng ta tính cho 50 số này, mức 2 tính cho 50 số và mức 3 thì tính cho 100 số. Thế thì chúng ta sẽ dừng ở mức này. Và nếu như một cái bài toán nào đó mà cái số điện nhiều hơn thì chúng ta sẽ tính các mức sau. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính cái số tiền phải trả. Số tiền mà nhà bạn Dũng phải trả. Chưa kể thuế các bạn nhé, chúng ta sẽ tách riêng ra phần chưa kể thuế. Và lát nữa thì thầy sẽ hướng dẫn cái cách mà chúng ta tính cái tiền thuế. Số tiền phải chưa kể thuế sẽ được tính như thế nào? Thì ở đây số tiền chưa kể thuế của chúng ta sẽ được tính như sau. Nhà bạn này bắt đầu với mức 1. Chúng ta sẽ bắt đầu với mức 1 là 50 số. Thì tính với giá x đồng mỗi số. Như vậy chúng ta có 50 nhân x. Cộng với lại mức thứ hai. Mức thứ hai là cũng là 50 số. Nhưng mà tính với giá là x cộng với lại 100. X cộng 100. Mức 3 thì chúng ta có còn lại, tức là chúng ta lấy 185 này, chúng ta trừ đi 100 số đầu thì còn lại là 85 nhé. Chúng ta chú ý cái 85 số này thì được lấy bằng 100 trừ đi 50 trừ đi 50, đúng không? Thì thầy viết luôn 85 cho nó đỡ mất thời gian. Cộng với lại 300. 300. Và khi đó thì chúng ta tính cái đại lượng này nó bằng khoảng là, thầy kéo lùi xuống đây một chút để cho chúng ta dễ quan sát. Đại lượng này thì bằng 185x cộng với lại 30.500 đồng, đúng không? 30.500 đồng. Đấy, chúng ta có 5.000 này, ở đây là 25.500 đồng nữa. Đơn vị ở đây là đồng. Rồi, đây là số tiền chưa kể thuế. Vậy thì chúng ta sẽ phải tính cái số tiền kể cả thuế. Thế thì cách tính số tiền mà nhà bạn Dũng phải trả. Kể cả thuế. Đấy, 10% thuế VAT. Thì sẽ được tính như sau. Đấy, cách tính tiền thuế đó là chúng ta sẽ lấy cái số tiền chưa kể thuế này. 185x cộng với 30.500 đồng này là số tiền chưa kể thuế. Chúng ta sẽ cộng với 10%, tức là chúng ta sẽ lấy 185x cộng với lại 30.500 đồng này và nhân với 10% nữa. Đấy. Thì bạn nào mà quen cách tính rồi ấy thì các bạn có thể cho luôn, đúng không? Chúng ta cho luôn cái con số này là 185x cộng với lại 30.500 đồng mà nhân với 110%. Đấy. Thì tôi số tiền này nó sẽ ban đầu đề bài cho ấy là 328.625 đồng. Đấy. Rồi. Và chúng ta tiếp tục ở đây. Đấy, thầy viết cách viết ở đây ấy, chúng ta đừng có nhân vào vội mà chúng ta sẽ viết theo như thế này, chúng ta chuyển về phần trăm cho nó dễ tính. 30.500 đồng này. Rồi, chúng ta đặt nhân từ chung ấy, kiểu như vậy. Nhân với lại 110% thì bằng 328.625 đồng. Rồi. Đấy thì bước tiếp theo nữa.
Đó là chúng ta giải cái phương trình này để tìm x thôi, là chúng ta sẽ tìm được cái điều mình cần, đúng không? Đó là giá điện ở mức 1. Ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính. Đầu tiên là thầy sẽ thực hiện như thế này, 30.500 đồng bằng 328.625 đồng chia cho 110%. Tương đương với 185x cộng với 30.500 đồng. Cái này thì chúng ta sẽ tính được là bằng 298.000. 298.750 đồng. Rồi. Tiếp theo 185x sẽ bằng, chúng ta lấy 298 và trừ đi 30.500 đồng. Kết quả sẽ là 268. 250 đồng, 268.250 đồng, đúng không? Và đây thì chúng ta sẽ tìm được cái x. X của mình sẽ bằng 268.250 đồng này chia cho 185. Và kết quả ở đây x là được 1.450. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tìm được cái giá của mỗi số điện ở mức 1. Và sau đó là chúng ta kết luận cho bài toán của mình. Chúng ta tiến hành kết luận. Vậy giá của mỗi số điện ở mức 1 sẽ là 1.450 đồng. Rồi, đến đây thì các em sẽ thấy được là cái cách tính nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì ở cái bài toán này thường là các em hay bị rối bởi vì là rất là nhiều thông tin, và các cái thông tin này thì nó sẽ dễ gây một cái rối khi mà mình không chịu đọc kỹ và không biết chắt lọc các cái thông tin một cách cần thiết. Đấy, nó sẽ gây ra cái hiện tượng như vậy. Thì đối với cái loại toán này nó không khó, nhưng đòi hỏi các em phải cẩn thận và hết sức là lưu ý về các cái thông tin người ta cung cấp. Ở đây thì thầy cũng nói luôn là chúng ta sẽ có 3 cái kiểu bài mà có thể cho ở phần này. Đấy. Kiểu bài này là một trong những cái kiểu bài khó. Đấy, tức là chúng ta sẽ chưa biết giá điện mà chúng ta chỉ biết là số lượng điện tiêu thụ và giá tiền phải trả, tức là tổng số tiền phải trả. Cái kiểu bài thứ hai là người ta sẽ cho sẵn số điện và cho sẵn giá và chúng ta tính số tiền, thì cái kiểu bài đấy nó dễ hơn. Và cái kiểu bài số 3 là người ta cho sẵn giá điện và sẵn số tiền và chúng ta phải tính ngược lại cái lượng điện tiêu thụ. Thế thì trong cái phần sau thầy sẽ giới thiệu hai cái loại bài tiếp theo này. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.